Hân hạnh giới thiệu bộ phim Bao Thanh Thiên do Trung Quốc sản xuất. Đạo diễn Lưu Lập Lập, Lý Bảo Năng. Giám chế Lâm Sơn Hà, Mã Tú Nga. Biên kịch Kim Siêu Quần. Thông phản kiếp với các diễn viên Kim Siêu Quần trong vai Bao Chẩn, Hà Gia Kính trong vai Triển Diêu, Phạm Hồng Hiên trong vai Công Tôn Sách, Cao Tĩnh Nam trong vai Trương Long, Ngô Hải Nhược trong vai Triệu Hổ, Trần Hạo Dân trong vai Đường Chân, Đinh Tiểu Long trong vai Dương Triều, Phú Hoàng Giai trong vai Mã Hán, Trịnh Gia Du trong vai Triển Dân, Dương Chính Quyền trong vai Trình Nguyên, Cao Lượng trong vai Nhân Tông, Châu Ngọc Lai trong vai Lý Côn, Lưu Kim Toàn trong vai Dương Thừa Tướng, Châu Tinh Hạo trong vai Vũ Trúc, Quốc Vĩnh Chấn trong vai Điêu Tán, Đặng Kiến Sương trong vai Nghiêm Đông, Bạch Dân trong vai Đoàn Ngũ và một số diễn viên khác. Xảy ra chuyện gì à? Không xảy ra chuyện gì hết. Đây là chuyện của muội. Được, nói đi. Xưa nay muội là người thẳng thắn, có gì nói nấy. Huynh biết muội luôn có tình cảm tốt với huynh không? Ta muội hy vọng huynh cũng có thể nói thật. Ta cảm nhận được mà. Muội hỏi huynh, có phải huynh đã có hôn ước không? Sao cô nương biết? Trả lời muội đi. Không sai, hôn ước này là cha ta lúc sinh thời đã định rồi. Tuy là ta chưa từng gặp cô ấy, nhưng mà muội biết. Không bao lâu sau, huynh sẽ thành thân với cô ấy. Đó là di nguyện của cha ta, ta không thể chống lại. Hơn nữa, chuyện có liên quan đến cả đời cô ấy, cho nên ta không thể hủy hôn ước. Muội hiểu mà. Muội chỉ muốn hỏi cho rõ thôi. Triển Dân, không sao đâu. Muội sẽ đem tình cảm tốt dành cho huynh chuyển thành quan tâm dành cho bằng hữu. Kể từ ngày mai, huynh phải chuyên tâm đối phó Lý Khôn. Mong huynh đừng để Bao đại nhân thất vọng. Muội đi đây. Tới tôi đây cho tôi
tới tôi chưa? Tạm thời đừng cho ai vào nữa. Dạ, dạ. Các người canh giữ đây, cho ra không cho vào. Dạ, dạ, dạ. Sao chuyện gì vậy? Để coi. Sao có nhiều quan binh quá vậy? Ừ, không biết nữa. Đường đệ nhân, điều trưởng quầy, làm phiền nha. Các vị, bốn quan là thông phán Đăng Châu, Đường Chân. Triều đình nhận được mật báo, Tiền Trang Tứ Hải có hành vi phi pháp, bổn quan đến đây để xem xét. Có chuyện này sao vậy? Chắc chắn là có vấn đề rồi. Chẳng có chuyện gì nữa. Trời ơi. Đệ nhân, đệ nhân nói vậy là thế nào? Điều trưởng quầy, bổn quan sẽ từ từ nói cho ông biết. Trật tự. Tất cả khách hàng trong Tiền Trang tạm thời đình chỉ gửi tiền mà rút tiền. Sau khi đăng ký lần lượt ra về, sau khi Châu Nha điều tra rõ ràng, sẽ có thông báo dán ở trước cửa Tiền Trang. Sau đó mọi người trở về tiếp tục công việc của mình. Đường Chân, họ đã đến Tiền Trang Tứ Hải chưa? Đến rồi. Tiễn hộ vệ đã đi trước một bước, như vậy hắn sẽ kiểm soát được tình hình ở hiện trường, cũng có thể đảm bảo hiện trường không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mau đại nhân, đại nhân không thể để tiểu nương ở không được. Dĩ nhiên không để cho Tiễn cô nương ở không. Tại vì mỗi người đều có công việc khác nhau. Đúng vậy. Tiễn cô nương, bắt đầu từ bây giờ, cô nương phải bảo đảm an toàn cho bao đại nhân. Bây giờ Lý Khôn không còn đường nào để đi nữa. Nếu như hắn dùng chiêu ngọc đá cùng vợ hành thích đại nhân, Tiễn hộ vệ lại không có ở đây, cho nên an toàn của đại nhân nhờ vào cô nương. Không thành vấn đề, mọi chuyện để tiểu nữ lo liệu. Bây giờ chúng ta có thể tới Châu Nha được rồi. Đại nhân, đến Châu Nha làm gì? Đến Châu Nha đợi điều tang. Đường đại nhân, thật ra các vị đang khám xét cái gì vậy? Theo lời khai của Trình Nguyên, ở chỗ ngươi đây có một cuốn sách bí mật, trong đó có ghi chép tiền gửi của hắn trong bao nhiêu năm qua, kể cả tiền hối lộ. Không lý nào, thật ra Tiền Trang chúng tôi không có cuốn sổ này. Tất nhiên, luôn tiện điều tra xem ở đây có hành vi phi pháp hay không. Giờ này chúng tôi đều tuân thủ luật pháp, Tiền Trang tuyệt đối không có hành vi phạm pháp. Có hay không đợi điều tra xong sẽ biết ngay. Thế nào rồi? Đường đại nhân, phát hiện một số tiền đồng không rõ lai lịch. Hình như tiền đồng này là tiền đồng mới. Trong kho tổng cộng có 30 bao. Điều chỉnh quầy, hình như tiền đồng này chưa từng sử dụng phải không? Đây đều là tiền đồng Tiền Trang đổi về để chuẩn bị sử dụng. Nếu như đều là tiền mới, tại sao không xỏ thành mỗi sau một quan? Điều chỉnh quầy,
hay là theo chúng ta về Châu Nha một chuyến đi. Đường đại nhân, các ngươi về nhà đi, chuẩn bị chờ lệnh truyền của Châu Nha. Nếu như ai đó tự ý rời khỏi Đăng Châu, người đó sẽ trở thành trọng phạm truy nã của triều đình. Ở điều này chúng ta chỉ làm mướn thôi mà. Đúng rồi, tại sao lại như vậy? Sao giờ làm gì? Nhưng mà chỉ cần nghe lời bổn quan, bổn quan sẽ trả lại trong sạch cho các ngươi. Tiền Trang tạm thời đóng cửa, Châu Nha sẽ điều tra, điều tra xong sẽ thông báo cho các ngươi. Về đi. Về đi. Đưa Tiêu Tán và tất cả tiền đồng mới, kể cả sổ sách trong Tiền Trang, về Châu Nha đi. Dạ. Điều Tán, tiền đồng phát hiện trong Tiền Trang của người thật ra từ đâu mà có? Hồi báo đại nhân, tiền đó đúng là tiền dùng để xây sở của Tiền Trang. Bổn phủ không phải hỏi dùng để làm gì, mà là muốn hỏi lai lịch của số tiền. Số tiền thu chi trong Tiền Trang rất là lớn, làm sao tiểu nhân có thể nhớ hết được? Quan được, nếu là tiền đồng bình thường thì không nói, 600 mấy quan tiền đồng mới hoàn toàn, sao người không nhớ được chứ? Tiểu nhân nhớ rồi, hình như là đổi từ giao tử phố của quan phủ. Ăn nói tùy tiện, đừng nói là Tiền Trang của ngươi không có ghi chép gì về số tiền này. Bổn phủ tin rằng dù ngươi có đổ trách nhiệm cho giao tử phố nào cũng không điều tra được số tiền lần này. Nếu ngươi không tin, chỉ cần ngươi có thể nói ra, bổn phủ sẽ cho người đi điều tra. Bà đại nhân, Tiền Trang Tứ Hải phân bố khắp cả nước, hình như là được chuyển từ phân trang khác đến đây. Vậy mà trưởng quầy phân trang Đăng Châu như ngươi đều không biết gì sao? Tiểu nhân thật sự không biết. Để bổn phủ nói rõ cho người biết. Vừa rồi Công Tôn tiên sinh đã kiểm nghiệm tiền đồng. Tiền đồng mới được phát hiện trong Tiền Trang của người, so với tiền đồng tìm được ở hiện trường an mạng của lò rèn Sương Quân Thành Tây hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa đều là tiền giả lúc tạo phi pháp. Bảo đại nhân, tiểu nhân thật sự không biết chuyện này, xin bảo đại nhân minh xét. Nhưng trong lời khai của Trình Nguyên rõ ràng đã nói, người có qua lại với phó chỉ huy Sương Quân Trịnh Hoàng. Hơn nữa, Trịnh Hoàng và mấy chục binh sĩ Sương Quân cùng lúc đã bỏ sát bên cạnh lò rèn. Chuyện đến nước này, ngươi còn dám che giấu? Bảo đại nhân, tiểu nhân hoang lắm bảo đại nhân. Điều Tán, bây giờ người khó mà thoát tội trạng đã đúc tiền giả, giết người diệt khẩu. Bổn phủ có thể xử trảm người theo quân pháp. Thật ra thì bổn phủ sao lại không biết? Chẳng qua ngươi chỉ là một trưởng quầy của Tiền Trang, làm sao ngươi có thể to gan mạo hiểm phạm vào tội chết này? Nhưng mà bây giờ chứng cứ rành rành, bổn phủ chỉ còn cách đưa ngươi ra kết án. Bà đại nhân, thật sự không phải là tiểu nhân làm đâu, Làm sao bổn phủ tin ngươi được? Bà đại nhân, nếu như tiểu nhân đưa ra chứng cứ hiệp trợ phá án, chẳng hay đối với tiểu nhân, đại nhân phán tội thế nào? Đúng, tạo tiền giả, chiếu theo quốc pháp xử án 10 năm trở lên, thậm chí chung thân không chừng. Điều này phải xem tình hình ngươi nhận tội có ý hối cải hay không. Còn về chuyện sát nhân diệt khẩu, Điều Tán, bất kể ngươi đưa ta chứng cứ gì cũng đều là tội tử. Tiểu nhân thực sự không có giết người. Căn cứ từ kết quả nghiệm thi của Ngõ Tác, bọn người Trịnh Hoàng
đều là chết dưới lưỡi dao trong lúc chống cự. Hắn là dân nhân, không có năng lực này. Vậy sao? Đúng. Công tôn tiên sinh nói đúng. Xin bảo đại nhân minh xét cho. Vậy thì ngươi đi lấy chứng cứ đi. Không. Bảo đại nhân, nếu như bây giờ tiểu nhân công khai đưa quan binh đi lấy chứng cứ, cho dù bảo đại nhân tha mạng cho tiểu nhân cũng không thoát khỏi kết quả bị giết hại. Đây là ý gì? Tiểu nhân biết bảo đại nhân đã nghi ngờ Lý Trang chủ từ lâu. Thành thật mà nói, mọi chuyện đều là do Lý Trang chủ sai khiến. Kẻ giết người là Đoàn Ngũ, thuốc chết Từ Khiêm và hạ độc với Đường đại nhân cũng là Đoàn Ngũ. Tiểu nhân chỉ là thuộc hạ của Lý Trang chủ, chỉ có liên quan đến chuyện đúc truyền giả thôi. Nếu để Lý Trang chủ biết tiểu nhân giao chứng cứ cho bảo đại nhân, cho dù không bị đại nhân xử trảm, tiểu nhân cũng khó thoát, cũng sẽ bị người của ông ấy giết thôi. Vậy theo ý người phải làm sao? Xin bảo đại nhân cho phép để tiểu nhân gặp Lý Trang chủ đã, không nói gì cả, để cho ông ta vững tâm, sau đó sẽ mang chứng cứ đến đây giao cho bao đại nhân. Đại nhân, nếu như hắn một đi không trở về, không phải phiền phức hơn sao? Đừng đại nhân, không đâu. Nếu như Điêu Tán hiệp trợ phá án, bao đại nhân nhất định xử nhẹ cho hắn, xử hắn 3 năm tù thôi. Nhưng nếu Điêu Tán chạy tội bỏ trốn, chứng tỏ lời nói của hắn vừa rồi đều là giả, không thể thoát khỏi hiểm nghi giết người diệt khẩu. Đúng. Tiểu nhân tuyệt đối không bỏ trốn đâu. Điều chưởng quầy, bây giờ ông muốn bỏ trốn cũng không được rồi. 4 cửa thành đều nhớ tướng mạo của ông, chỉ cần ông xuất hiện thì sẽ bắt ông ngay. Đến lúc đó cơ hội toàn mạng ông cũng không có. Tiểu nhân thật sự không có bỏ trốn đâu. Được, 4 phủ tạm thời tin ngươi một lần. Đa tạ bao đại nhân. Điều Tang, lời nói của ngươi vừa rồi, sau khi công tôn tiên sinh viết xong lời khai, ngươi phải ghi tên điểm chỉ. Dạ, tiểu nhân tuân lệnh. Đại ca, có đại nhân hỏi ra kết quả chưa? Ừ, lát nữa Điêu Tán sẽ gặp Lý Khôn, sau đó mang chứng cứ về đây. Hắn tới gặp Lý Khôn để làm gì? Hắn muốn Lý Khôn dưỡng tâm trước đã. Bảo đại nhân nhờ huynh phụ trách bảo vệ Điêu Tán, lấy chứng cứ xong thì về châu nha. Bây giờ trái lại còn phải bảo vệ hắn nữa sao? Ừ, hết cách rồi, phải có chứng cứ mới bắt được Lý Khôn mà. Thật ra chuyện này là như thế nào? Hả? Tiền Trang đóng cửa, ngươi bị giải về châu nha, cho đến bây giờ ngươi mới trở về. Không có gì, Trang chủ xin đừng lo. Không phải là ngươi cũng như Đoàn Ngũ chứ? Họ không hỏi gì, ngươi cũng không nói gì phải không? Không, họ hỏi rồi, thuộc hạ cũng đã nói chuyện nên nói. Họ hỏi gì vậy? Đích thân bao đại nhân đã hỏi, chủ yếu là muốn biết Trình Nguyên có lợi dụng Tiền Trang để gửi tiền phi pháp của hắn không. Dĩ nhiên là thuộc hạ đã phủ nhận rồi. Còn nữa, sổ sách họ tìm được ở Tiền Trang cũng không.
Bao chuyện dễ đối phó như vậy còn được xem là xử án như thật sao? Điều tán, hắn muốn bắn đứng ta, hắn về đây để ta vững tâm. Không đơn giản vậy đâu. Cần ta đi chứ? Không những phải đi mà ngươi còn phải đến tiền trang trước hắn. Ta không tin là Bao Chỉnh không phái người giám sát hắn ở đó. Đó cũng chính là nguyên nhân mà vừa rồi ta không giết hắn ở đây. Sau khi giết hắn, ta chỉ còn lại một tên thôi. Ta không thể nào lo lắng nhiều hơn nữa. Ngươi mau đi đi. À, đừng đi cửa chính. Đại nhân, thuộc hạ nhất thời sơ sót, không ngờ Nghiêm Đông đã đợi Tiêu Tán ở trong tiền trang, không thể bảo vệ tính mạng cho hắn được. Không thể trách Triển Hộ Vệ, tại vì Lý Khôn đã có động cơ giết Điều Tán. Đại nhân, mời xem. Cái này tìm được ở tiền trang sao? Rất chỉnh tề, được để trên thi thể của Điêu Tán. Chẳng lẽ hắn có ý cho chúng ta biết sao? Nghiêm Đông đã giết Điêu Tán, còn để lại chứng cứ của Lý Khôn. Chuyện này là sao chứ? Chuyện này khiến người ta khó hiểu. Lúc nào hắn cũng đang giúp Lý Khôn, tại sao hắn lại để chứng cứ quan trọng như vậy cho chúng ta? Chẳng lẽ hắn muốn đại nhân bắt Lý Khôn sao? Dụng y có lẽ nằm ở đây. Chỉ là không hiểu tại sao hắn ta làm vậy. Nghiêm gia Liêu Đông rất nổi tiếng trên giang hồ. Thuộc hạ luôn cảm thấy kỳ lạ, tại sao Nghiêm Đông lại giúp hạng người như Lý Khôn? Thuộc hạ từng hỏi hắn, hắn nói sự việc không phải như thuộc hạ đã nghĩ. Chẳng lẽ có điều gì khó nói hay sao? Đại nhân, trong sổ sách đúng là có tài khoản của Trình Nguyên, hơn nữa con số còn rất kinh hồn. Ngoài chuyện này ra còn có tên của người khác, có lẽ là quan viên của Đăng Châu. Hay lắm, như vậy thì có thể biết trong châu còn có những người nào xem thường Dương Pháp như Trình Nguyên. Đối với chuyện quản lý châu chính Đăng Châu sau này giúp ích cho người rất nhiều. Dạ. Còn về khuôn đúc này là khuôn đúc tiền giả phải không? Đúng vậy, hơn nữa còn chế tạo rất là tinh xảo, cho dù tiền giám triều đình làm ra đi nữa cũng không bằng khuôn này. May là lấy được kịp thời, nếu không một khi lưu hành ra ngoài khó mà phân biệt thật giả, thậm chí tiền đồng cả nước cũng vì vậy mà hỗn loạn. Đại nhân nói đúng. Căn cứ theo lời khai của Điêu Tán, tiền đồng phát hiện trong tiền trang đều là đợt đầu tiên, cho nên vẫn chưa tung hết ra ngoài. Ân sư, bây giờ có thể trị tội Lý Khôn chưa? Tuy là Đoàn Ngũ và Điêu Tán đã bị sát hại,
nhưng đã để lại sổ sách khuôn đúc. Sau đó là lời khai của Điêu Tán đã ký tên điểm chỉ. Bây giờ đã đến lúc bắt Lý Khôn. Không ngờ Điêu Tán còn cất giữ một bộ khuôn. Tại sao ngươi không giúp gì cho ta? Ta chỉ phụ trách giết Điêu Tán, ngoài ra không lo. Ngươi giao kèo giữa chúng ta rất rõ ràng. Ta phụ trách bảo vệ ông 3 năm, hoặc là sau khi giết 10 người cho ông, giao kèo giữa chúng ta sẽ kết thúc ngay. Bây giờ chỉ còn lại người cuối cùng thôi. Được, vậy thì giết Triển Chi cho ta đi. Được thôi, ta sẽ phụ trách giết Triển Triều. Như vậy ta đã thực hiện xong giao kèo giữa chúng ta. Ta sẽ đi ngay. Vậy bảo trưởng làm sao? Đó là chuyện của ông. Được, vậy thì ngươi giết Bao Chỉnh cho ta đi. Bao Chỉnh chết rồi, ta không tin Truyền Chân có thể xử tội ta. Có thể xuất phát. Dạ. Bao đại nhân cẩn thận. Khoan đã. Nghiêm Đông, ngươi dám hành thích Bao đại nhân sao? Nghiêm Đông, ta và Triển Dân chọn lấy một người cũng có thể ngăn cản ngươi. Nếu bọn ta liên kết lại, ngươi càng không có cơ hội đâu. Dùng đao thứ 3 của ngươi đi, để cho người trong thiên hạ thấy hậu nhân của Nghiêm Tam Đao hành thích Bao đại nhân như thế nào đây. Người nhất định phải đuổi theo ta. Tất nhiên, nếu người muốn bỏ rơi ta, ta phải sử dụng tuyệt chiêu của người. Đừng ép ta, chúng ta không cần liều sống chết với nhau. Người muốn hành thích Bao đại nhân, ta phải bảo vệ Bao đại nhân. Chỉ cần lập trường không thay đổi, chúng ta cần phải liều sống chết với nhau. Được, ta muốn cùng với Nam Hiệp Triển Chiêu so tài cao thấp. Thank you.
thì ra đây mới là đao thứ ba của ngươi. Không sai. Hèn chi xưa nay không ai nhìn thấy đao thứ ba này. Nếu ngươi dùng trường kiếm đâm ta thì tay trái của ta sẽ bị phế. Đoạn đao của ngươi cũng có thể cho ta chết ngay tại chỗ. Nếu ngươi đâm ta bị thương thì con dao của ta cũng chưa hẳn lấy được mạng ngươi. Tại sao ngươi dừng lại không đâm? Nghiêm gia Liêu Đông quy trấn giang hồ, nổi tiếng với chuyện tạo phước ở địa phương. Ta không muốn mất thanh đao như ngươi. Tại sao không giết ta? Chỉ có kiếm khách thật sự mới kiếm hạ lưu tình. Tại vì ngươi kiếm hạ lưu tình nên con dao này cũng không muốn giết ngươi. Sao đại ca vẫn chưa về? Không thể đợi nữa, lập tức xuất phát. Dạ, dạ. Dạ. Ba năm trước, Liêu Đông gặp phải hàng hán xưa nay chưa từng có. Mười vạn ba tánh trở thành nạn nhân. Cha ta đã dùng hết tài sản Nghiêm gia Liêu Đông để cứu tế, cũng không thấm vào đâu. Trong lúc này, Lý Khôn đã xuất hiện. Hắn chủ động tới gặp cha ngươi sao? Đúng vậy. Hắn đồng ý bỏ ra 30 vạn quan tiếp tế, nhưng lại đưa ra một điều kiện rất hà khắc. Điều kiện gì? Nghiêm gia Liêu Đông phải bảo đảm an toàn tính mạng cho hắn trong 3 năm, hoặc là thay mặt hắn giết 10 người hắn chỉ định. Cái gì? Hết 3 năm hoặc là giết chết 10 người cho hắn. Giao kèo giữa bọn ta lập tức kết thúc. Rõ ràng là hắn muốn hại Nghiêm gia các ngươi. Tại sao cha ngươi lại hứa với hắn chứ? Vì 10 vạn ba tánh, cha ta biết rõ tiếp tay cho kẻ ác cũng chỉ còn cách nhịn nhục đồng ý. Chính vì vậy ta mới đi theo Lý Khôn. Đó là chuyện 3 năm trước. Còn bây giờ? Còn lại 3 tháng và người cuối cùng. Hắn chỉ định ngươi giết bao đại nhân sao? Không sai. Nghiêm gia Liêu Đông lời hứa ngàn vàng, quyết không nuốt lời. Nhưng hành vi của Lý Khôn ai nấy đều muốn trừng trị. Ta biết, cho nên ta mới để lại sổ sách và khuôn đúc. Bao đại nhân suy nghĩ không sai, ông ấy nhận thấy nhất định có nguyên nhân. Dưới tình huống không làm trái giao kèo giữa ta và Lý Khôn, đây là cách làm duy nhất. Nhưng bây giờ ngươi không giết được bao đại nhân, làm sao ngươi đối phó với hắn đây? Đó là chuyện của ta. Ta nói rồi, ta quyết không để Nghiêm gia mất mặt. Rút vô, nhanh lên đi, không cần lại đi. Đại ca, ngươi về rồi. Nghiêm Đông đâu? Hắn về trước rồi, có lẽ đã vào phủ. Ngươi không giết được bao chữ nha.
với Long Triệu Hổ. Dạ. Dạ. Sông vào phủ bắt Lý Khôn quy án. Dạ. Đi. Triệu Dân, chúng ta lên. Khoan đã. Bốn phủ cùng đi với hai người. Đại nhân, Nghiêm Đông cũng đã phạm tội giết người, hắn cũng nằm trong danh sách. Dạ. Lý Khô, theo quốc pháp, bốn phủ phải bắt người quy án. Người chính là Nghiêm Đông. Đúng vậy. Người đã giết Đoàn Ngũ Điều Tan, cũng nằm trong số người bổn phụ muôn bắt. Giết người đền mạng, Nghiêm Đông không có gì để nói. Nhưng mà xin bào đại nhân cho tiểu nhân được nói rõ mọi chuyện, sau đó bắt tiểu nhân cũng chưa muộn. Người nói đi. Nghiêm gia Liêu Đông đã có giao kèo với Lý Khôn, Nghiêm Đông không thể không giữ lời. Trong 3 năm qua, Lý Khôn gây nhiều tội ác. Nghiêm Đông, ngươi đừng quên lời hứa của Nghiêm gia. Ta không hài lòng về hành vi của ngươi, nhưng ta không làm trái giao kèo giữa chúng ta. Nếu không phải vì giao kèo của Nghiêm gia Liêu Đông, không cần để bao đại nhân bắt hắn, tiểu nhân đã giết hắn lâu rồi. Nghiêm Đông, ngươi ông yên tâm, Nghiêm Đông nói là sẽ giữ lời. Nhưng mà nếu bây giờ có người muốn giết ông, ai muốn giết ta thì cứ giết người đó đi. Ta còn nợ một mạng sống. Bây giờ ta sẽ thực hiện theo yêu cầu của ông. Sau khi giết xong, giao kèo giữa ta với ông lập tức kết thúc. Nhưng mà người muốn giết Lý Khôn không phải chỉ có mình Triển Chiêu. Ngươi nói cái gì? Con cháu đệ thứ nhất của Nghiêm Tam Đao, thế gia trên giang hồ Nghiêm Đông, sẽ giết Lý Khôn trừ hại cho dân. Nghiêm Đông, ngươi đã nói Nghiêm gia Liêu Đông đã nói là giữ lời mà, ngươi không được giết ta. Lý Khôn, bất kể giết ai, Nghiêm gia Liêu Đông cũng chưa có thể giết người cuối cùng cho ngươi. Ta nói rồi, ta sẽ không để cho Nghiêm gia mất mặt. Lát nữa bao đại nhân sẽ thăng đường xét xử hai người họ. Chuẩn bị đi. Dạ. Dạ. Nè hai vị đại nhân, xin hai vị dừng bước. Chuyện gì vậy? Tiểu nhân có một chuyện muốn hỏi thăm hai vị đại nhân. Người muốn hỏi gì? Sắp chết tới nơi rồi,
có phải muốn để lại Di Ngôn không? Trình Nguyên, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tiểu nhân muốn hỏi, có phải bàn Thái Sư đã đến Đăng Châu rồi không? Bàn Thái Sư à? Ông ấy tới đây làm gì? Ta biết bàn Thái Sư là cậu của ngươi, nhưng mà hôm nay dù ai có đến đây kết quả cũng vậy. Ngươi bỏ ý định này đi. Ta còn có thể nói cho ngươi biết, ông ấy không đến Đăng Châu. Đại nhân, đại nhân, tại sao bạn Thái Sư ở tới Đăng Châu kia? Vì trước đây ta đã cho người đưa thư hàm đến cho ông ấy, chính là sao bao đại nhân khai đao với ta đó. Nhưng bây giờ ta đang lo lắng ông ấy sẽ không nhận được. Không 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 đâu, không chừng ông ấy tới liền giờ. Mong sao được như vậy, muốn toàn mạng chỉ có nhờ ông ấy mà thôi. Anh nè, đại nhân, nếu như bằng Thái Sư mà tới kịp á, ông nhất định cứu thuộc hạ luôn nghe. Công Tôn tiên sinh, vật chứng lời khai trong vụ án chuẩn bị xong hết chưa? Đại nhân, học trò đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng mà trước khi thăng đường, học trò còn có một chuyện muốn bẩm báo với bào đại nhân. Nói đi. Trong sổ sách của Tiền Trang Tư Hải, ngoài tài khoản của quan viên Đăng Châu ra, còn có một người khác. Người đó là ai? Đều là quan cao của triều đình, ít ra có đến mười mấy người. Có chuyện này sao? Đúng vậy. Đại nhân, vì lúc đó có mặt đường đại nhân, học trò không tiện đề cập. Tiên sinh xử lý không sai. Nếu chuyện này để lộ ra ngoài, người nghe sẽ kinh hồn. Thảo nào tình hình Đăng Châu, kinh thành không hề hay biết. Thì ra là có những quan viên đã nhận hối lộ này ngăn cản. Vậy đại nhân định xử trí như thế nào? Sau khi xong việc, lập tức hồi kinh. Nhưng trước lúc đó, nên nhớ không được để lộ chút tin tức nào ra ngoài. Dạ, học trò hiểu rồi. Bẩm báo đại nhân, bàn Thái Sư tới. Tại sao ta đến đây?自己快乐满意就好。